Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh, với những dấu hiệu trao về anh mà thôi. Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời mình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mùng 5, Phúc Khang khai trương đi câu cá giải trí, gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì năm mới Phúc Khang cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Phúc Khang cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh Phúc Khang ẩm thực bấy lâu nay. Phúc Khang xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Gỉ pháo á, pháo và chim đó là dịch liền là dịch là ok à. Nó còn á, đó, còn á, đó, còn á, đó. Dính. Dính không? Dính. Dính nha cả nhà. Một em đầu tiên. Dính luôn hai lưỡi luôn hả? Tham dữ vậy? Một lưỡi thôi. Hai lưỡi mà nuốt tới trong. Tham khó quá hết. Hai lưỡi nuốt luôn hai con. Hai lưỡi vô thì ổn. Hai lưỡi dính hai con đi. Tôi thấy nó miết cây luôn rồi, sao lúc đó cong cong cây luôn đó không? Đang miết luôn rồi đó, cong câu rồi đó. Hả? Đó, dính. Nhanh gọn lẹ. Chín rồi nha. Tóc hành luôn, mới để xuống luôn. Đó, nước nó xấy xấy dần dần đó. Đó, nó bu đó đó. Dướng rồi, dướng cây. Đây, Phúc Khang ra tay nè. Một em, ba em. Cái chỗ này nó sấy nước rác lắm cả nhà. Rác nhiều, cá nó cũng nhiều. Nó ăn liên tục luôn. Phúc Khang mới bỏ xuống mới chưa được 5 phút rồi dính con. Dính, cá to, cá to. Mày á bưởi. Quay lên. Nè. Đâu rồi, dây đâu rồi. Cá nè cả nhà. Ồ. Ồ, dính mép hoài. Sao không biết cá nè, cá tóc hoài ta. Quá trời. Dính mép hoài là không tính tiền nha.
Vậy đó. Nó ăn chờ nhưng mà chứ ăn mà mép mà nó dính rồi. Nó dính mép. Dính hàng hàng trên. Dính hàng trên. Dạ, nay Phúc Khang làm ăn thấm khá nha. View quá đẹp luôn đó nha. Sau đêm 30 tí không giờ sẽ không còn gì chứ. Rồi cho con đường con đi mà cái nước nước ngập nè, nó bắt đầu nó bò lên cái nước cây chục mấy con rồi đó. Mày hả, bữa chạy đâu cho thoát như em gọi là bệnh nha, bệnh ba nha đó, bệnh nha ba tí bệnh nhập viện ngộ nè. Cái đội ba tí nó không ớt gì, nó cũng ớt chứ, nó cũng ớt nước. Chứ ở như quê là cũng là người đang muối vậy rồi mà họ mất mất tiền tới video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn.